chuyện kể về mấy chị em trong nhà. Có lúc buồn, có lúc vui và có lúc cãi vã. Xảy ra đủ thứ chuyện ở trên đời, nhưng vẫn luôn bên nhau mỗi khi có vấp ngã. Dù là Nam Bắc hay là Đông Tây, chị em ta vẫn sẽ tay ở trong tay. Dù có hay chưa được mối tình vắt vai, nhưng chị em ta vẫn sẽ là mãi mãi. Cuộc sống cứ thế vận hành, bao giờ lao xem mình khiến thanh xuân tươi xanh. Đôi khi có nơi lôi thôi khiến cho chị em bối rối, nhưng ta bỏ qua hết cứ vừa lại lành. Tình hai ta mới sau cùng một tiến lên, bây giờ ta bay xa xa kia kế bên. Mà kệ ta cứ sống phá, vì chúng ta là chị em một nhà. We fly, có thể luôn chung mình để chạy dọc. You are fine, nếu muốn dừng lại đi, mình cùng chung chí hướng. Dẫu có chuyện thì vẫn sẽ ngồi cạnh bên nhau. Em làm món gì mới nữa hả? Dạ, món này là em mới sáng tạo hôm qua đó, anh ăn thử nha. À, cảm ơn em nha, nhưng mà mốt á, em đừng nấu cho anh nữa, cực em lắm. Có gì đâu mà cực, nấu cho anh ăn á là em vui rồi, nhìn anh ăn ngon miệng á, em còn vui hơn nữa. Ờ, thôi để lát nữa anh ăn nha, giờ anh bận công chuyện xíu. Nhưng mà chịu rồi, quá bữa rồi, anh ăn luôn đi. Ờ, tí nữa đi anh ăn, bây giờ anh đang bận công chuyện. Nhưng mà em muốn anh ăn bây giờ. Khang, đi ra quầy thu ngân làm cho chị coi. Dạ, em chào chị Thúy Anh. Chào em, mang đồ ăn trưa tới cho anh Khang như mỗi khi hen. Dạ, đúng rồi chị. Thôi, hay là anh bận việc đó thì làm trước đi, rồi lát nữa nhớ ăn nha, anh đừng có bỏ bữa đó. Anh biết rồi. Em xin phép về trước ạ. À, ừ, về đi. Em về nha. Em về cẩn thận nha. Dạ. Ôi, tao mệt mày thiệt luôn á. Đây là lần cuối cùng chị muốn thấy cảnh này nha Khang. Nấu cái gì mà ngày nào cũng nấu quá trời, không biết nữa. Ôi. Dừng lại. Chị Thế Anh, em biết là chị không mua gì em, nhưng mà chị cũng đâu cần quăng đồ ăn của em vậy đâu. Đồ này á, em nấu cho anh Khang cực khổ bao nhiêu, chị quá đáng vậy. Khi mà là chị không như em nghĩ đâu. Còn không như em nghĩ gì nữa, chị chuẩn bị đi đổ rồi kìa. Rõ ràng á là chị muốn ngăn cấm, không cho em nấu đồ ăn cho anh Khang nữa, đúng không? Trời, bước ra ma là giùm con đi bà nội. Nè, ngăn cấm hả? Nè, ăn hết đi, ăn hết giùm con đi nè. Ăn hết rồi mốt đừng nhờ giả con này nữa. Anh Khang, vậy là anh nhờ chị Thúy Anh can thiệp mỗi lần em muốn thấy anh ăn hả? Phải, nhưng mà quăng đoạn như thùng rác á là do chị tự làm, chứ anh không có xúi. Ai biểu đem tới nhiều quá anh chị. Thôi được rồi, con này nè, con này đóng nhai ác chưa? Em xin lỗi chị. Anh luôn trân trọng đồ ăn em nấu mà, mỗi lần em về á anh đều ăn hết á. Nhưng mà sao anh phải 5 lần 7 lượt ngăn cản không cho em thấy cảnh ăn? Trong đau khổ, tại vì đồ ăn em nấu nó... Nó dở chứ gì. Lý do đó em. Em thấy ngon mà. Chứ món này món gì vậy? Dạ, món này á là hôm qua mới sáng tạo ra luôn. Canh khổ qua da gà, chân gà dùng thịt. Hiểu ha? Canh khổ qua da gà, chân gà dùng thịt. Nghe là thấy ngon. Em không biết món em nấu nó dở cỡ nào không em? Chị, mày để chị nói. Mày mà ăn mấy món này nữa là mày ngộ độc mày chết đó. Còn cô nữa, đừng có làm hại em trai tôi nữa. Em bình tĩnh nghe anh nói nè. Thật ra thì... Em xin lỗi. Em không biết là đồ ăn em nấu nó dở nó mức vậy. Thật ra thì em cũng chỉ muốn chăm sóc cho anh thôi. Mà đồ ăn em dở thì anh cứ nói là dở. Anh ăn vô lỡ ngộ độc, có chuyện gì rồi sao? Có nhiều cách chăm sóc anh hơn mà. Em không nấu nữa đâu. Đồ ăn dở vậy sao mà cho anh ăn được chứ? Kim, đồ em nấu ngon lắm, anh sẽ ăn hết cho em coi. Trời, gì vậy? Anh Khang, thôi. Cản nó lại. Để đó anh ăn. Anh Khang. Trời ơi, đừng có làm gì nữa mà cấp cứu đi. Dạ.
Ủi, ổi là hết đi em. Ổi là khỏe, ổi là hết đi. Ổi là được là khỏe. Ổi ổi đi em. Trời ơi. Alo, 115 hả? Tôi không đọc. Anh giỡn nghe em hả? Đây là hồ sơ rất là quan trọng. Ngày mai là mình gặp đối tác rồi đó. Có nhất thiết phải đọc không? Nhất định phải đọc. Ủa? Ăn chưa không? Dạ tôi ăn rồi. Anh có rảnh thì tranh thủ đi ăn đi. Sắp gặp đối tác rồi. Nhưng mà ăn một mình buồn lắm. Buồn cũng phải ăn. Không lẽ tôi phải hầu anh? Nửa tiếng nữa là đối tác tới rồi á. Anh tranh thủ đi ăn đi. Anh đọc cái này chưa vậy? Chưa. Anh đọc lẹ giùm tôi đi. Mà đối tác sắp tới hả? Anh mặc cái áo vô đi. Thôi, nóng lắm. Lẹ giùm đi mà. Mặc cái áo vest mà cũng không mặc được cái áo sơ mi bên trong nữa. Không biết anh có phải là sếp không nữa. Tôi cũng không biết ai là sếp nữa nè. Hả? Tôi muốn hỏi á, không biết ai là sếp nữa. Thì tất nhiên là anh rồi. Nhưng mà tại vì tôi lo lắng quá. Dự án lần này cũng khó nữa cho nên là... Đúng rồi. Cô đã làm đúng trách nhiệm của mình, tách ghe hết tất cả mọi thứ. Cô làm giống như tôi cảm nhận là cô là má tôi vậy. Tôi không phải có ý đó, nhưng mà tôi xin lỗi. Có gì đâu xin lỗi. Chính vì điều đó cho nên tôi mới cần cô. Dạ. À, chiều nay đi gặp thêm một đối tác nữa với tôi được không? Dạ. Tới giờ tôi cũng không hiểu tại sao tôi lại ngồi đây coi phim nữa. Bắp phô mai không? Đối tác đâu? À, dạ, xin lỗi mọi người. Dạ, xin lỗi. Anh giỡn với tôi hả? Anh dắt tôi đi coi phim gì mà không có ai thèm coi hết vậy? Tôi bao hết rạp rồi. Anh rảnh vậy? Mà anh nói thiệt tôi nghe coi. Là không có đối tác nào hết đúng không? Ê, phim vô rồi kìa. Nhưng mà... phim của mày của anh hả? Tôi biết chắc là cô sẽ thích mà. Thích, nhưng mà cũng không thích nữa. Tại sao? Lần sau anh đừng làm vậy nữa nha. Mất công á, đồng nghiệp thấy á, rồi lại nói ra nói vô này nọ nữa. Cái gì vậy? Cái ai vậy? Con kỵ con ta hy trong phòng em. Ôi, nó đi rồi, nó đi rồi. Đúng là xui tận mạng mà. Nhắc tiền nhắc bạc mà cũng hên vậy thì hên mấy. Tự nhiên sao nấp vậy? Anh không thấy hai người trong công ty đi ngang qua hả? Thấy, nhưng mà tại sao hai đứa mình phải nấp? Thì tôi không muốn đồng nghiệp thấy, mất công họ hiểu lầm, rồi nói ra nói vô nữa. Hiểu lầm? Sự thật là vậy mà. Không nói chuyện với anh nữa. Nhưng mà cũng may là họ không thấy, mất công thì... Ủa, sếp, em chào sếp. Sếp cũng đi coi phim mới luôn hả? Ừ, tôi đi coi chung với Nu. Nu. Trời ơi, Nu. Bà đi coi phim với sếp luôn đó hả? Trùng hợp quá ha. Bà làm gì vậy? Tôi gọi mọi người quay lại.
Ê, quay lại đi đi nha. Đi ăn với sếp với Nu luôn nè. Sếp với Nu vừa coi phim xong ở đây á. Ok. Luôn bên nhau, luôn bên nhau khi vui. Chị em chúng ta không sao đâu, ta vẫn luôn bên nhau. Chị em chúng ta dẫu có nhìn lại sẽ thấy không sao, vì chính chúng mình cũng đã có thanh xuân. Mắt cao quá không chung, ta biết sẽ. We fly, có thể lo cho những chiếc chạy dốc. You are fine, nếu muốn dừng lại hành đi, mình cùng chung chỉ hướng. Dẫu có chuyện thì sẽ ngồi cạnh bên nhau.